Nam anh nam em ngày càng chịu chi. Đi dạo phố đơn giản mà diện cả loạt đồ hiệu xa xỉ, có món lên đến vài trăm triệu đồng. Không thể phủ nhận một điều là cặp chị em, nam anh nam em ngày càng sành điệu và gợi cảm. Bằng chứng là tất cả những lần xuất hiện cùng nhau, cả hai đều chứng tỏ được nhan sắc xinh đẹp thanh tao cùng gu thời trang đẳng cấp. Nếu như nam em sở hữu nhan sắc nhẹ nhàng thanh tao thì nam anh có phần chững chạc hơn đôi chút. Không nổi tiếng như nam em, nhưng thời gian gần đây, nam anh cũng có những màn lột xác khiến cho showbiz phải bất ngờ. Khai xuân năm mới, cặp chị em hot nhất nhì V-Beat ở thời điểm hiện tại rủ nhau diện xét đồ đơn giản năng động. Nam anh nam em khoe trọn đôi chân dài thon với vóc dáng thon gọn cùng với style giấu quần tinh nghịch. Cả hai diện áo phông và quần sọt dạo phố những ngày đầu xuân. Ngoài style gợi cảm năng động thì cặp chị em còn khá chịu chi khi nhấn nhá loạt hàng hiệu sang chảnh. Đồng hành cùng set đồ tinh nghịch của nam anh là đôi sneaker Dio trị giá 23 triệu đồng. Trong khi đó thì chiếc túi đeo chéo của nam em đến từ nhà mod Raya trị giá 32 triệu đồng. Chưa kể trên tay của nam em còn là chiếc đồng hồ hàng hiệu có giá vài trăm triệu chứ không hề nhỏ. Set đồ tuy đơn giản nhưng cả hai chị em đều dát lên người những món phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Nói về nam em, từ ngày lột xác phong cách lấy lại sắc vóc thon gọn cùng với gu thời trang sang chảnh gợi cảm, công chúng càng thêm yêu mến hình ảnh mới nhất của cô. Không nói đến những lần đi dự sự kiện, chỉ riêng đi dạo phố thường ngày mà nam em cũng vô cùng hút mắt. Cô nàng cũng tranh thủ xuống phố, khoe khéo những món phụ kiện đắt tiền của mình. Nam em ngày càng xinh đẹp gợi cảm, diện cây trắng nhã nhẹ nhàng, nam em nhấn nhá thêm một chiếc túi Chanel Lace trị giá 170 triệu đồng. Chiếc túi đồng hành cùng nam em từ những bộ cánh mỏng manh nhẹ nhàng đến cả set đồ thời thượng, đậm chất nữ tổng tài. Nam em vô cùng gợi cảm quyến rũ khi khoe vai trần mềm mại cùng nước da trắng ngần khiến cho ai nấy cũng mê mẩn. Nam anh lại có phần kính tiếng hơn em gái, nhưng những set đồ cô dạo phố cũng không hề kém cạnh. Nam em thường chọn những set đồ khoe trọn vóc dáng nhưng vẫn thể hiện nét đẹp mong manh nữ tính của mình. Những thiết kế trần quai, khoe eo săn chắc cũng giúp cho nam anh phô diễn được vóc dáng cùng với làn da trắng sứ hoàn hảo. Nói về đồ hiệu thì cặp chị em từng cùng chia sẻ clip đập hộp hài hước khiến cho người xem cười lăn cười bò trước những câu bông đùa của hai chị em. Và đương nhiên, danh sách đồ hiệu của hai chị em quyết định khui cũng toàn là những thương hiệu đình đám trên thế giới như Hublot, Lucy, Dior.